Rồi, trận thi đấu tiếp theo anh em ơi. Trận này thì sẽ là Minh Khang, Thiên Long, Thiên Sơn, Mộ Dung và Cái Bang. Bên kia các đại diện đó là Thiên Long, Tiêu Dao, Thiếu Lâm và Cái Bang. Đánh bỏ ba hai trạm quy, đánh qua một lượt rồi quay lại. Thế thì anh em ơi, trận vừa xong ấy là mới chỉ là một trận thôi nha. Đánh ok, thế thì tiếp theo các bạn thì cũng được. Ok, mình sẽ chỉnh lại chỗ này một chút. Đây, tỷ số hiện tại đang là 1-0 thôi. Một. Nghe nha anh em. Lên này. Ok thôi, chiến thôi anh em ơi, lên nào. Mười lăm giây. 5 giây. Nào, chúng ta cùng xem làm gì đây. Bạch vô cầm kỵ rồi. Có vẻ như bà đang yêu, rất yêu Long Nhi nha anh em. Bà chém cùng yêu Long Nhi và Long Nhi đã toi rồi, không phải dương quá đâu cả. Ở những cái vị trí như Minh Khang đang đứng này, chúng ta hoàn toàn có thể biến cái đội hình 4-4 thành 4-3 nha anh em, rất nguy hiểm nếu chúng ta đứng sát cái cổng ra như thế này và đối bạn có Thiên Sơn. Có lẽ là Thiên Sơn team này không muốn ăn thua kiểu 50-50 như vậy. Cái Bang anh em, đúng rồi. Long béo này rất, giải đấu này thì dùng được kháng thoải mái anh em ạ. Kháng rồi có gì dùng đấy, tẹt 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 theo như mình hỏi luật thì là như thế. Còn tịnh tâm nha anh em ơi, riêng tịnh tâm thôi, ăn một chút phổ độ rồi. Rất to, đại lắm. Minh Khang. Rồi, để bạn phá kén thông báo nha anh em. Vẫn nào, không biết là có gì không đây. Đội Minh Khang win nha anh em, xin chúc mừng đội Minh Khang. Ok, mình sẽ điền thêm vào đây. Xem. Đấy nha anh em, đấy tiện theo dõi các bạn nhìn thấy không? Tỷ số là đang 1-1 này. Chúng ta cùng đến với trận tiếp theo, đó là bạn đội 5 giữa Chỉ Nhược này. Ai Chỉ Nhược, Bảo Hí, Công Tử và Tú Bà đội 5. Đội 6 là Bảo Khang, Cái Bang, Ngáo, Bảo Luân và Màn Thầu. Ok.